Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại buổi lễ ra mắt của chiếc xe Hyundai Elantra thế thứ 7 hoàn toàn mới. Hyundai thành công thì đã công bố mức giá bán cụ thể đối với 4 phiên bản ở tại thị trường Việt Nam, bao gồm 1.6 tiêu chuẩn, 1.6 thông thường, 2.0 và 1.6 turbo. Thì phiên bản đang đứng cạnh tôi ngay lúc này là phiên bản 2.0 hút khí tự nhiên. Cái phiên bản này thì nó có những cái sự khác biệt gì so với phiên bản 1.6 N-Line, chúng ta cùng nhau đi khám phá nhé. Đầu tiên này, trên phiên bản này thì chúng ta sẽ không có bộ body kit phía đằng trước. Tuy nhiên thì xe thì vẫn có những cái trang bị giống như phiên bản N-Line thôi, cụm đèn chiếu sáng này, đi kèm đèn DRL này, cảm biến hỗ trợ độ xe phía trước, calan sơ ve này. Phiên bản này thì sẽ chỉ được trang bị la răng 17 inch này, thông số lốp 225/45. Ở phiên bản cao hơn thì sử dụng la răng 18 inch, phiên bản N-Line thì sử dụng la răng 18 inch, lốp 235, mình nhớ không nhầm. Tay nắm cửa có chức năng mở cửa nhanh, để chúng ta chỉ cần mang chìa khóa bên người thì chúng ta có thể mở được ra. Đôi chiếu hậu chỉnh gập điện. Thiết kế mới của Elantra thì như các bạn đều biết rồi, nó theo kiểu thiên hướng là fastback. Đấy, ít coupe 4 cửa. Và cái Elantra thế hệ mới này thì đã được sử dụng cái nền tảng khung gầm mới, tăng cái chiều dài chiều rộng và phần chiều dài trục cơ sở, riêng chiều cao thì giảm bớt đi để giúp cho xe có cái hệ số cản gió thấp. Phía đằng sau chúng ta sẽ có cụm đèn hậu LED này, hình chữ H này, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và camera lùi đầy đủ hết. Trên phiên bản này thì cái phần bô phía đằng sau nó được giấu vào trong. Rồi, phía bên trong khoang nội thất của chiếc Elantra phiên bản 2.0 thì các bạn có thể thấy được rằng là đây, phần màn hình 10.25 inch đây, giống như ở phiên bản 1.6 N-Line. Màn hình táp độ cũng là dạng LCD này, điện tử rất đẹp. Camera lùi thì không được nét cho lắm, bình thường thôi. Cái này nó có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth. Bên dưới này chúng ta có điều hòa tự động hai vùng độc lập này, có sưởi sấy làm mát ghế này, lấy gió trong lấy gió ngoài. Da phía bên trên thì khá mềm này. Đây là cái đường viền chrome rất đẹp. Cần số trên phiên bản 2.0 thì nó là kiểu dạng máy bay, trên phiên bản N-Line thì nó là cần số tròn. Nút drive remote thì ở trên phiên bản 2.0 thì nó để ở trên đây, còn phiên bản 1.6 thì nó để ở trên kia. Chúng ta có phanh tay điện tử này, giữ phanh tự động auto hold này, có đầy đủ sạc không dây chuẩn chi cũng có nhá, tự động start stop. Bên trên vô lăng có set ga tốc độ cruise control. Ghế này thì được bọc da và nó khác với phiên bản 1.6, đó chính là nó không có những cái viền chỉ đỏ và không có logo N ở phía bên trên lưng ghế. Đây là cái điểm khá là hay, mình có thể thay đổi độ cao của cái chức năng đề tốc này. Đấy, độ cao thấp. Chìa khóa này thì chúng ta sẽ có cả chức năng khởi động từ xa này, mở cốp từ xa này, hốc để đồ thì cũng vừa phải thôi, không quá to. Ghế bên lái là chỉnh điện, còn ghế bên phụ thì là chỉnh cơ. Không gian hàng ghế thứ hai này rất là rộng, anh em có thể thấy là quay phim đang quay này, rộng à, rất rộng luôn. Có bệ khí tay trung tâm, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Mỗi cái hơi tiếc là không có cửa sổ trời. Cửa gió hàng ghế thứ hai thì không có khả năng điều chỉnh quạt gió và không có khả năng điều chỉnh làm mát.
Phiên bản 2.0 này thì có khối động cơ 2.0 hút khí tự nhiên đi kèm một số tự động 6 cấp số, sản sinh ra đâu đó khoảng tầm 159 mã và 192 Nm. Bản 1.6 N-Line thì cao hơn khoảng 204 mã. Thiết kế mới rất là đẹp. Mức tiêu hao nhiên liệu đây 7,0 lít cho 100 km, 10 lít cho 100 km ngoài trong đô thị này, 5,63 lít trong ở ngoài đô thị này, kết hợp thì khoảng 7,0 lít. Đây là con số mình nghĩ rằng cũng hợp lý thôi, 2.0 mà.